Alo. Alo, cho anh hỏi, em làm dưỡng sinh cái chỗ phòng vận cái chỗ ống ú bậy bài đó hả? Dạ, như là em chỉ là chia sẻ những cái gì mà của cộng đồng bức xúc thôi anh. Bây dạ. Giờ bây giờ cháu đã làm vậy thì cho chú chia sẻ và chú góp ý nghe. Dạ, rồi như là chú cứ chia sẻ rồi tụi con sẽ xin phép chú cái động ghi âm này rồi con đăng lên ha. Rồi. Dạ. Bây giờ là chú xin chia sẻ ra tí này. Dạ. Chú thấy cái bạc á, dạ, này á, là bằng ông nội gì đó, của mình nè. Dạ. Thì tất nhiên mình là phần con cháu mà chú thấy chú cũng buồn, nên chú thích chia sẻ đó, rồi gửi đến cháu để cháu là góp ý đi bạc đỏ. Là tuổi gì á, thường nhất là mình là đi tìm hạnh phúc thì con người ai cũng có quyền hạnh phúc hết, có quyền hưởng hạnh phúc, nhưng mà tùy theo. Dạ. Giống như cái bạc này là thường nhất là nghe mọi người người ta phê bình là bạc đã 86 tuổi rồi, đúng cháu. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. À, mà lại là ông đi giới thiệu vì mọi người ông 77, tất nhiên là bạc này bật đã cái bật lên tới ông nội ông cổ của mọi người, con cháu giống như cháu về lên như chủ đấy rồi, đúng không? Dạ. Mà lại là mình đi dội lòng đi rồi là mình thiếu cái sự chân thành đối với bản thân thì tất nhiên là mọi người cháu chắc là họ đã là không tôn trọng, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là với cái trạc tuổi giống như là của ông này á, thì phải á là định chỉnh lại ha. Mình sẽ sống con sáo đỏ để cho là con người cái tự nhân cách của một con người nữa. Cảm mình là với cái tuổi này mà để cho xã hội cộng đồng họ đưa ra họ làm giống như kệ bỏng hơi quá hơi lại thì cũng hơi bị tội phạm. Đấy là chủ là cũng là bậc cháu của bác đó thôi. Nên năm chú cũng góp ý để tôi là cháu gửi đến cái bạc đó là đừng có nếm như vậy mà để mà tổn thương cái bạc thân. Tất nhiên họ cũng ba con gì về mình chẳng ba con gì về họ, nhưng mà đấy với một người ý thức sống là chú góp ý để mình cái điều tốt đẹp dành cho bạc đó để tôi đỡ tổn thương cái thân phận của bạc đó. Cháu hiểu nội lòng của chú không? Dạ, con cũng hiểu được. Cả giờ chứ với cái tuổi 86, 77 tới 86 thôi là không phải đơn giản nữa mà để cho xã hội họ là làm giáo, làm thợ thì để cho xã hội họ có ấy. Như trẻ bỏng này mình cảm thấy mình rất là ảnh hưởng tới về cái bản thân với cái độ tuổi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chủ cũng xin góp ý với cái quỹ ba mà giống như tìm tới cái bạc này á là mình sẽ nên nhận xét lại. Nhận xét từ bản thân đấy là chủ góp ý luôn nghe. Chủ cũng góp ý vì những cái bậc đó là giống như mẹ chủ rồi, nên chủ luôn luôn là tôn kính, thì chủ cũng góp ý với cháu là gửi tới với mọi người đó là mình sẽ cẩn thận để giữ cái nhân cách của mình, chính mình là chính những cái quý ba đó nè. Là tất nhiên là mình là người phụ nữ, mà phụ nữ là thế giới nói chung, mà phụ nữ Việt Nam là nói riêng, là cái phụ nữ Việt Nam mình là vô cùng được ấy, là phải nói rằng là tôn vinh. Thì tất nhiên mình muốn đặt một đánh vấn đề như đó, mình phải bảo vệ cái tôn vinh của mình, để là mọi người họ sẽ đánh giá mình như vậy như kia. Đó là hai điều. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chủ góp ý thế này. Với cái ông bác này là 77 tới 86 tuổi rồi, mà lỡ nhiều khi mình đến vì ông á, mà ông hả muộn bá cái chuyện ấy mà gọi rằng là sinh lý tạo công nhận không? Thì là ông quả cơm đi là ông chế ra trên bụng mình á, thì tất nhiên mình là người bị liếm lụy mãn tiệm xấu hổ đó mà loàn quàng là ảnh hưởng tới pháp luật nữa. Không, mình phải nói rõ ràng để cho họ hiểu, chứ giống như tâm lý như mình không nè, đôi khi cái chuyện nó bằng bình thường có thể khó đi một cái là mình đã đuổi sức, còn như vợ cái tuổi giống như cái ống đỏ mà lỡ đôi khi mà ông hả muộn bá cái chuyện này chuyện kia rồi lỡ đôi khi nằm trên bụng với một cái người phụ nữ nào đó không, đấy là chuyện nói cho hơi dễ hiểu để cho những người phụ nữ họ hiểu, mà mình đến về họ mới lỡ đôi khi ông hả muộn bá cái chuyện là bụng chạy ra trên bụng mình thì mình sẽ làm như thế nào đấy, đúng không? Dạ. Cho nên chỉ là mình phải cần góp ý, mà góp ý để cho họ dễ hiểu, chứ mình có thể nói bừa bãi ra chẳng hạn giống như mấy người tham tiền ấy, hoặc là mấy người mất nếp mất nhà, mình có thể nói như vậy mà làm tổn thương họ, nhưng mà mình phải góp ý cho họ một điều họ dễ hiểu là cái hạnh phúc để mình nhau là hằng có, với là ai cũng cần có hạnh phúc hết.
Nhưng mà điều hạnh phúc là phải cân chỉnh là một này. Hạnh phúc là phải có một cái gì đó mà sáng suốt. Chứ hạnh phúc mà để nó mù quáng quá thì tốt nhất mình phải cân hỏi, cân nhắc lại bản thân chính mình. Thì cũng giống như là cháu gửi lời tới góp ý để cái bác đó là tới cái tuổi như mình rồi là đi tìm hạnh phúc chứ mà mang cái chỗ sách mà đi chữ nó quá chữ kia mà kỳ vậy. Đó, điểm thứ nhất là cần biết, mà điểm thứ hai nữa là đừng có để phản cái của mình mà xã hội quá, mình giống như một cái tổng thở à, hoặc là giống như một cái trái bóng rồi có đã là tổn thương chính bản thân mình. Và điều thứ hai nữa là những người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh trước lúc muốn đi tìm ai đó để mà dựa cái phần đời còn lại thì mình phải hỏi lại cái định chỉnh chủ. Cho nên cái bạc mà đó 77 tới 80 tuổi mà lỡ mà đến thì họ mà họ ham muốn cái chuyện đó thì tự nhiên đôi khi họ quá đi mất đi là họ chết trên bụng mình là mình biến mang tiếng mà còn loạn quan là ảnh hưởng tới pháp lý nữa. Còn đấy là lời chân tham chúng gửi tới để cháu có thể nói cụ thể cho bạc đó về là những cái người phụ nữ ấy. Yeah. Hiểu được như vậy phải tốn với phụ nữ Việt Nam mình cả đừng có với cái tuổi mà làm ba nồi ba ngoài cổ sớ rồi mà phải để cái xã hội người này nói kia người kia nói nó là ảnh hưởng tổn thương của anh nhé. Thế chủ góp ý là thôi chứ chủ đó cũng phần cháu như cháu rồi mà đổi về cái bậc này là mình luôn luôn tốn kính đằng cháu nè chứ mình không thể nói những cái lời là vô ý thức sống được. Mình phải tốn với họ là vì họ là một người là bậc hay là ông bà à, thì tự nhiên là mình phải tôn trọng rồi cho mình giảm tổn thương. Nhưng mà đấy mình phần cháu là mình chỉ có quyền góp ý thôi đúng không? Dạ. Cho chú ngắt lời thế. Dạ. Cho chú hỏi thêm ý chú nữa để cháu gửi kỳ tới cái ông bài đó là chú có một cái bá thú nào chú đứng theo dõi bá cũng là thấy cái ông này là như vậy là bà cũng là đòi thương bà xin cái số điện thoại của cái cầu gì đó mà làm cũng giống như cháu nữa là đòi xin để là đón nhà ông ấy về như vậy như kia thì cháu có thể góp ý để cái chủ làm chứng trên đó được không thái chủ được không? Dạ được ạ. Là vì như thế này ba này ba nói rất chắc chắn mà rồi, chủ mới thấy á là chủ định góp ý với cháu thế này hỏi ba nữa khi nói ra những cái lời nói mà yêu thương ông bài cái bài ní là có chắc chắn nhận trách nhiệm là những cái lời nói không nè là một cái thứ hai nữa là khi á là ba là đòi đến với ông này là để tăng cái tình thương che chở là cái ông bài cái bài ní là có tình thương che chở cho ba là chủ nghe trên là phỏng vấn là ba nói như vậy thì tất nhiên chủ muốn nói rõ là ba này là ba muốn đến với ông này thì tất nhiên nói về ba là có chắc chắn hay không suy nghĩ trước đi chứ đừng có khí chưa thì bắt cái nhịp cầu nữa thì nói như vậy mà tới khi không vừa ý là động ngược lại nói cháu nghe ta hoặc là nói những cái khó nghe ở trên mạng xã hội là cái nữa đó mình phải chịu trách nhiệm chính lời nói của mình đấy. Dạ đúng rồi. À là một điều nè. Điều thứ hai nữa là hỏi ba là phải nên suy nghĩ kỳ đi cho một ông già 77 tuổi tới 86 tuổi đó là dành tình thương cho mình là còn được mấy ngày nữa mà mình lại đòi hỏi dành tình thương cho nữa là phải cần lưu ý hai cái câu nói đó đi trước lúc mình phát biểu là đối với là một cái để mình là chịu trách nhiệm cả không khí mình nói thì đơn giản như vậy mà khi đi đến là mọi cái sự điều mà sự thật mình đứng đổi mặt là hẳn được như ý mình lại đảo ngược lại là làm là tổn thương tới nhà ta nữa lắm được vì trên mạng xã hội bây giờ là có nhiều người phụ nữ là khi họ chưa tới thì họ nói như vậy mà tới khi là vừa ý là họ động ngược lại họ nói những cái lời lỗ bịch những cái lời là thô tục những cái lời mà phải nói là tới cái mức độ là quá sức khó nghe. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cháu là người ở định giữa chúng trung gian đi chắc là chủ nói cái này là cháu cảm nhận được cái lời nói của chủ này á đúng không? Dạ. Thì chủ cũng là gửi lời cho cháu nhờ cháu là góp ý là thì những cái người mà họ đứng cũng là dành ra cái trực chướng trên là để cho xã hội người ta như vậy như kia thì cháu cũng là gửi cái lời nó tới để là nhắn nụ với ba nữa là phải cẩn thận trước lúc những cái rồi. Lời nói của mình phát biểu ra Tại vì nói chung nha chú biết không trên mạng này á thì bây giờ hiện bây giờ đó là ông cụ U77 á là ở dưới quê thì con cập nhật được nhiều thông tin đó là ông cụ là sáu vợ
mà tính là cũng có trên rồi, trên 40 bà. Dạ trên 40 bà không chính thức đó. Ở dưới quê á. Nhưng mà sống cuộc sống là chủ cảm nhận đến này theo cảm nhận xét thế vậy. Nhưng mà theo chủ nhận xét á là vì cái ông này giờ ông trở thế gọi là mọi người người ta đang đưa ông ra để làm trò hề. Dạ. Mà hình như ông hay biết hay sao á. Dạ. Và kể cả những người thân cận của ông này á, cũng muốn biết những cái điều đó nên nắm ra là không tìm cách để ngắn người ông bật cái dữ lượng ở trên xã hội về những cái mới qua đang lên là hay quá đã là giống như hồi nãy tàu chủ vị đó là làm tự tổn thương ông này là giống như một cây bọng rồi đó. Dạ. Yeah. Tại sao mọi người không phải nhận ra là sợ nhận ra như vậy để là ngắn người chỗ ông bật những cái là này kia đi. Trời như chủ cháu mình mới chơi nói tới hạnh phúc cũng ỏi đi rồi, đúng không cháu nè? Dạ, đúng rồi ạ. Chứ đừng có nói cho một cái xã hội lớn lắm như vậy mà mình tìm một cái mái ấm hạnh phúc lên nó vô cùng khó. Dạ. Khó vô cùng luôn. Dạ. Chỉ đấy là ông ấy là vợ cái tuổi chân này rồi. Thì giờ thì thường nhất là hỏi cái tuổi đời con bao nhiêu. Thứ hai là cái sức khỏe con bao nhiêu. Nói cho nói cho ông con có cái bộ trí hoạt không. Chú nói hơi bị khó nghe rồi nè. Đúng là chú nói cháu ngay đâu. Nhưng mà chú đây là chú nhìn vào thật tệ giống như cháu. Cháu có công nhận ông là con bộ trí hoạt không? Dạ đúng rồi. Nói chung ra ở nhà ở dưới quê á. Là mình như là ở dưới quê thì nhiều gì có cây cối không mát mẻ. Nhưng mà thực tế là cái cháu này. Tất nhiên mình ở xã của mình biết ông như thế nào. Dạ. Mà mình có biết ông như thế nào đi nữa mình cũng thay thế được. Vì mình đâu có cho ông là cái sự sợ, cái mình gạo hoặc là cái này nó chi đâu, đúng cháu. Dạ. Nhưng mà đấy là mình ở xã của nhưng mà mình thấy mọi người khi chưa đến mình nghe tả thì miêu tả người ta bông người ta lên, bông cái ông này lên, nắng đỡ cái ông này lên là giống cách là một cái thân tường vậy. Mà khi tới cũng vừa ý là đưa người ta xuống cái vực thẳm đó là điều mà mình phải cân nhắc ở trước cái lúc mình là đi để người nghe ta để nói những cái lời là tìm hiểu về là hạnh phúc còn lại. Yeah. Thì tất nhiên là chủ muốn gửi cái lời